Sáng nay theo giờ Việt Nam, ông Donald Trump đã có những phát biểu công khai đầu tiên chỉ vài giờ sau khi trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự với 34 tội danh. Theo đó thì ông đã bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và cho rằng mình là nạn nhân của việc can thiệp vào bầu cử. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở miền Nam Florida, ông Trump cho rằng hành động truy tố hình sự là sự xúc phạm đối với nước Mỹ, đồng thời khẳng định bản thân ông là nạn nhân của hành động can thiệp bầu cử trong nước. Cựu Tổng thống Mỹ còn cho rằng cộng đồng thế giới đã tiến rất gần đến cuộc chiến tranh thế giới thứ ba, đó là chiến tranh hạt nhân, và cáo buộc phần lớn là do lỗi của chính quyền Mỹ hiện tại. Trước đó cùng ngày, trong bài viết đầu tiên đăng trên mạng xã hội sau khi bị truy tố hơn 30 tội danh, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm. Phát biểu của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump đã bị cáo buộc tổng cộng 34 tội danh tại tòa án New York, tố cáo ông và những người khác đã vi phạm quy định bầu cử khi tìm cách ngăn chặn việc đăng tải thông tin tiêu cực về mình trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.